Thưa quý vị và các bạn, tập trung xây dựng chi bộ đảng cơ sở mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức là một trong những nhiệm vụ được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, các chi bộ thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước qua việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn dân cư. Phóng sự được thực hiện tại huyện Krông Bông. Chi bộ buôn Đắk Tua, xã Chư Pui, huyện Krông Bông có 22 đảng viên. Những năm qua, cùng với sự phát triển của xã Chư Pui, diện mạo buôn Đắk Tua có nhiều thay đổi. Thành quả đó có vai trò rất quan trọng của chi bộ buôn, đây chính là hạt nhân huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Là buôn còn nhiều khó khăn trong xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đặc biệt coi trọng nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, phấn đấu mỗi năm giảm từ 1,5 đến 2% hộ nghèo. Để thực hiện thành công, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp ngành, chi bộ buôn đã nhiều lần họp bàn để đưa ra giải pháp phát triển kinh tế, trong đó các đồng chí đảng viên đóng vai trò nêu gương. Cái buổi sinh hoạt thì các đồng chí trong đảng viên trong chi bộ thì cùng nhau góp ý thẳng thắn vào sự nghị quyết chung của buôn để mỗi đồng chí đảng viên trong chi bộ để nêu cao tính gương mẫu, mỗi đồng viên đều phụ trách một cái mảng trong công việc của buôn chi bộ giao để góp ý thảo luận cùng nhau đi cùng nhau bàn bạc thảo luận để cùng tham gia hoạt động để cùng nhau để phát triển đã giao và cụ thể hóa cũng như là sát với tình hình tế của buôn của các ban ngành đoàn thể thì giao lĩnh vực phụ trách để thực hiện nghị quyết từng các lĩnh vực ban ngành đoàn thể thì từ đó thì chi bộ cũng đã phát huy được vai trò tính đoàn kết cũng như là thực hiện cái nghị quyết của chi bộ trong những năm qua đạt hiệu quả tốt nhất. Năm 2022, buôn Đắk Tua đã giảm được 7 hộ nghèo vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần cùng xã Chư Pui giảm 134 hộ nghèo tương đương 6,98%. Tập trung vận động nhân dân thực hiện cái việc mở thêm cái diện tích lúa nước để rồi bà con làm lúa đảm bảo được cái lương thực. Cái thứ hai là chuyển đổi cái cây trồng cho nó phù hợp với cái điều kiện đất đai của địa phương. Thì đến thời điểm này là trước đây là cái Bui là một trong những cái vùng trọng điểm về cây mì. Tuy nhiên thì đến thời điểm này là đất đai đã bạc màu, năng suất mì thì giảm. Và cái nữa là mì là nó bị nhiễm bệnh cho nên là giá trị kinh tế thấp. Thì bà con đã mạnh dạn chuyển từ cái cây mì qua trồng cây dứa. Có một cái thu nhập cuối năm, một cái khoản tiền cũng tương đối lớn, giúp cho bà con việc ổn định được cái cuộc sống. Trong công tác phát triển đảng viên năm 2022, huyện Krông Bông kết nạp được 125 đảng viên mới, vượt 47% kế hoạch đề ra. Chất lượng đảng viên mới của đảng bộ huyện Krông Bông ngày một nâng lên. Chi bộ thôn buôn tổ dân phố thường được ví là cầu nối giữa đảng với dân. Cầu nối ấy vững thì đảng bộ vững, chính quyền mạnh. Chính hoạt động hiệu quả của các tổ chức cơ sở đảng là những nhân tố quan trọng đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.